Thanh lý mấy kho gỗ đắc 850. Hàng gỗ đắc nhé, hàng chính hãng gỗ đắc các bạn. Máy là mới và mình quay video test, vì vậy là cái đầu này nó hơi bị ố màu một chút. Bây giờ tôi sẽ test cho các bạn nhé. Hàng thanh lý thì mình không bán cốt, chuyển khoản và mình đóng hàng gửi đi, nhận hàng các bạn thanh toán cứ vận chuyển. Giá hiện tại của nó là 699k, thì giống hệt các dòng khò khác thôi. Đây nhá, các bạn để ý là các dòng này khi vận chuyển nó sẽ có 3 con ốc để cố định cái hệ thống bơm của nó. Khi về thì các bạn phải tháo 3 con ốc này ra thì nó sẽ không một tiếng ồn như này. Đây là mọi cái dòng khò dùng bơm loại nhỏ đều như vậy. Nó dùng đơn giản thôi các bạn. Có hai chiếc áp, một chiếc áp gió và một chiếc áp nhiệt. Đây là gió này các bạn này. Chúng ta có gió từ mức 1 đến mức 8. Còn nhiệt thì chúng ta có từ 1 đến cũng là từ 1 đến 8 nha các bạn nhé. Nhiệt độ mắc của nó là 450 độ C. Dùng gió sao nhiệt sao cho phù hợp với từng linh kiện thì chúng ta khò dần là quen thôi. Mới đầu thì cứ để nó nhiệt 6 và gió khoảng 4-5. Nếu mà muốn khò nhanh thì gió mắc, nhiệt mắc. Muốn khò những kiện nhỏ và cái chất lượng bên kém thì chúng ta giảm gió giảm nhiệt đi. Đấy, các bạn hình dung được chưa? Đầu tiên thì lên để 6 và nhiệt tầm 4-5. Nhiệt 6 và gió 4, gió 5. Khò nhanh thì mắc, mắc. Khò linh kiện nhỏ, chất lượng bên kém thì giảm nhiệt đi. Nó còn phụ thuộc vào cái chất thiếc trên mên nữa. Ví dụ như cái thiếc trên mên này này là cái loại thiếc ít chì thì cái nhiệt độ nó tan sẽ lâu hơn thì chúng ta sẽ phải tăng nhiệt. Còn thiếc xịn và cái mỡ khò đi kèm cũng xịn thì cái nhiệt độ khò hàn sẽ được giảm bớt đi. Quá trình khò hàn phụ thuộc khá nhiều vào cái chất mên cũng như cái mỡ khò mỡ hàn. Còn bây giờ mời các bạn test cùng Tùng nhé. Nhiệt này mình đang để ở khoảng ngưỡng 7, 6 hoặc 7 nhá, 6,5 hoặc 7. Gió thì mình vặn về khoảng mức 4 và chúng ta nhổ những linh kiện nhỏ thì các bạn phải giảm gió đi để cho nó không bay linh kiện. Linh kiện nếu mà không có mỡ hoặc là mỡ đều, còn mỡ xịn thì khi các bạn khò vào thì nó sẽ bo cái linh kiện lại, nó ít bay hơn. Cái gì nó cũng có giá của nó các bạn. Đấy, rất đơn giản để chúng ta nhấc những linh kiện nhỏ. Đấy các bạn thấy chưa? Nhiệt Tùng mới để 6,5 thôi. Khi linh kiện lớn lên thì chúng ta tăng gió lên tí, tăng nhiệt lên tí. Linh kiện càng nhỏ thì chúng ta giảm nhiệt đi. Đây Tùng để nhiệt 5 các bạn nhé. Khò thử các. Đấy, vẫn ra được bình thường đúng không ạ? Nhiệt và gió thì sẽ phụ thuộc rất rất nhiều vào cái trải nghiệm và cách chúng ta sử dụng cũng như là cái linh kiện chúng ta muốn lấy ra. Cần mua hàng thì các bạn bấm máy của mình theo số là 0906010103. Cảm ơn các bạn. Ngoài ra nhé, nó đi kèm mà một cái vặn để gác tay thì bạn về bạn vặn vào đây để gác cái tay khò lên như này, và đi kèm theo là ba cái đầu khò các kích cỡ khác nhau để cho các bạn khò các linh kiện khác nhau. Cảm ơn các bạn.